Nhà Trắng đã rút thẻ nhà báo của phóng viên Jim Acosta của CNN sau khi ký giả này và Tổng thống Donald Trump đấu khổ tại một cuộc họp báo. Theo Reuters, sự việc xảy ra hôm 7 tháng 11 khi ông Acosta hỏi Tổng thống Trump về đoàn di dân từ Mỹ Latin đang tiến tới biên giới phía nam của nước Mỹ. Khi phóng viên này tìm cách tiếp tục hỏi thêm, ông Trump nói đủ rồi và một nữ trợ lý Nhà Trắng tìm cách lấy micro khỏi tay ông Acosta nhưng không được Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders sau đó ra thông cáo, tố cáo ông Costa đặt tay lên một người phụ nữ trẻ chỉ muốn làm tròn nhiệm vụ của một thực tập, tập sinh ở Nhà Trắng. Bà Sanders cũng quay, đó là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Trong khi đó, ông Acosta viết trên Twitter rằng tuyên bố của bà Sanders về việc ông đặt tay lên nữ trợ lý là một sự dối trá. Theo Reuters, ông Acosta dường như đã chạm nhẹ vào cánh tay của nữ trợ lý khi cô tìm cách lấy micro từ tay của mình. Kênh này sau đó ra tuyên bố nói rằng Nhà Trắng rút thẻ nhà báo của ông Acosta để trả đũa việc ông đặt ra các câu hỏi đầy thách thức, đồng thời cáo buộc bà Sender dối trả về hành động của ông Acosta. Phe dân chủ này đã chiếm thế đa số ở Hạ viện nhiều khả năng sẽ ủng hộ, thậm chí khuyến khích Tổng thống Donald Trump trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, nhưng sẽ giảm sát chặt chẽ hơn các cuộc đàm phán thương mại với đồng minh. Rồi cho dẫn lời các chuyên gia và các nhà lập pháp nhận định hôm 8 tháng 11. Ông Trump đã áp đặt thế quan lên các hàng hóa của Trung Quốc trị giá 250 tỷ đô la nhằm gây áp lực buộc Bắc Kinh phải chấm dứt các hoạt động như là đánh cấp sở hữu trí tuệ hay việc bắt buộc phải chuyển giao công nghệ cũng như buộc Trung Quốc phải cải thiện khả năng được tiếp cận thị trường nước này của các công ty Mỹ. Phe Dân Chủ vốn được các công đoàn hậu thuẫn phần lớn ủng hộ bước đi như vậy trong hy vọng rằng điều đó sẽ giúp các dân công ở Mỹ. Bắc Kinh đã đáp trả bằng cách giảm nhập khẩu đồ nành Mỹ và áp thuế lên các mặt hàng nông sản của Hoa Kỳ, theo nhận định của một số chuyên gia được Reuters dẫn lời. Bước đi của Trung Quốc có thể gây tác động lên các ứng viên thuộc đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử hôm 6 tháng 11. Tuy nhiên, theo Reuters, thuế chỉ là một vấn đề nhỏ trong phần lớn các chiến dịch tranh cử kể cả tại các tiểu bang bị ảnh hưởng nặng vì căng thẳng thương mại với Trung Quốc như North Dakota, Indiana và Missouri. Cử tri tại các tiểu bang này đã bầu cho các ứng cử viên Cộng hòa chạy đua làm thượng nghị sĩ, củng cố thế đa số của đảng này tại Thượng viện. Ông Scott Kennedy, người phụ trách nghiên cứu về Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, được Reuters dẫn lời nói rằng hiện có quan ngại lưỡng đảng ở Washington về việc nhà nước gia tăng kiểm soát nền kinh tế Trung Quốc – các hoạt động của Bắc Kinh ở Biển Đông cũng như các vấn đề an ninh liên quan tới các công ty công nghệ của Trung Quốc. Phát biểu hồi tháng 3, lãnh đạo phe dân chủ tại Hạ viện bà Nancy Pelosi nói rằng Hoa Kỳ phải có các hành động chiến lược thông minh và mạnh mẽ nhằm chống lại các chính sách thương mại hoàn toàn không công bằng của Trung Quốc. Theo Reuters, phe dân chủ có thể không hài lòng vì chuyện đánh thuế của ông Trump đối với hàng hóa và nhôm thép của Trung Quốc sẽ nâng giá cũng như chi phí kinh doanh nhưng có ít các cách thức về lập pháp nhằm ngăn chặn điều này vì đó là kết quả của các mệnh lệnh hành pháp không cần phải được quốc hội thông qua. Tuần trước, ông Trump bày tỏ niềm tin sẽ đạt được một thỏa thuận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 vào cuối tháng 11. Còn về các cuộc thương thảo với đồng minh, theo Reuters, phe Dân Chủ tại Hạ viện giờ sẽ khiến việc cải tổ Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ với Canada và Mexico khó được thông qua tại cơ quan lập pháp Mỹ các đảng viên Dân Chủ có một thông điệp rõ ràng cho giới lãnh đạo đảng sẽ nắm quyền kiểm soát tại Hạ viện Hoa Kỳ vào năm tới, là hãy bảo vệ luật chăm sóc sức khỏe và luận tội Tổng thống Donald Trump. Theo một cuộc thăm dò toàn quốc do Reuters và Ipsos, một công ty chuyên thăm dò dư luận có uy tín của Pháp cho biết, kết quả thăm dò được công bố hôm 8 tháng 11 cho biết 43% những người tự xác định là đảng viên đảng Dân Chủ muốn luận tội Tổng thống Trump và xem đây là một ưu tiên hàng đầu của Quốc hội, chỉ đứng sau ưu tiên chăm sóc sức khỏe. Hôm 7 tháng 11, các nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ tuyên bố sẽ sử dụng thế đa số mới giành được ở Hạ Viện để áp đặt một mức độ giám sát đối với tòa bạch đốc. Nhưng họ nói luận tội Tổng thống Trump đòi hỏi phải có bằng chứng rằng ông vi phạm hiến pháp. Trả lời cuộc thăm dò, ông April Events Wright, 73 tuổi, quản lý một công viên nhà di động ở thành phố Reno, bang Nevada nói, tôi muốn ông ấy bị mất chức. Ông ấy nhân vật không công bố tờ khai thuế của ông. Ông ấy liên tục nói dối. Ông dẫn dắt người khác theo con đường lệch hướng. Ông ấy bắt trẻ em làm tù nhân ở biên giới. Nhưng nhìn chung công chúng Hoa Kỳ không ủng hộ giải pháp luận tội Tổng thống Trump. Chỉ có 24% người trả lời thăm dò liệt kê đây là một trong ba ưu tiên hàng đầu của họ cho quốc hội mới. Có 18% đảng viên đảng Dân Chủ muốn quốc hội xem xét các tờ khai thuế của ông Trump với 11% số người được hỏi xem đó là một ưu tiên. Theo cuộc khảo sát, có 54% người thuộc đảng Dân Chủ và 55% người đảng Cộng Hòa cho biết quốc hội mới nên ưu tiên giải quyết hệ thống chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ. Đảng Dân Chủ chiếm lại quyền kiểm soát Hạ viện Hoa Kỳ sau cuộc bầu cử giữa kỳ hôm 6 tháng 11 trong khi đảng cộng hòa vẫn giữ quyền kiểm soát thượng viện thắng lợi của phe dân chủ đã gây bất lợi cho chương trình nghị sự của tổng thống donald trump trong hai năm tới dân biểu nancy pelosi lãnh đạo phe dân chủ nói trong bài phát biểu chiến thắng ở thủ đô washington rằng cuộc bầu cử hôm nay cho thấy khả năng khôi phục lại quyền kiểm tra thực thi hiến pháp và cân bằng của quốc hội đối với chính quyền trump lần đầu tiên giành lại quyền kiểm soát Hạ viện sau 8 năm, Đảng Dân Chủ có thể gia tăng quyền giám sát đối với các quyền ưu tiên lập pháp của Tổng thống Trump. Họ cũng sẽ có thể kiểm tra bất kỳ mức độ vượt quyền nào của Tổng thống giành lại sự lãnh đạo đối với các ủy ban quan trọng có quyền thực hiện các cuộc điều tra trong Hạ viện. Từ trước đến nay, một số thành viên Dân Chủ đã đề nghị điều tra xem liệu ông Trump có phạm phải bất kỳ xung đột lợi ích cá nhân hay xung đột tài chính nào thông qua yêu cầu xem tờ khai thuế của ông và xem xét các khoản thu nhập từ hoạt động tài chính và hoạt động kinh doanh của ông, cũng như mối quan hệ giữa chiến dịch tranh cử của Tổng thống năm 2016 của ông với Nga. Nhà phân tích Larry Sabato thuộc Đại học Virginia nói đó là một vấn đề quan trọng đối với ông Trump. Các dự luật lớn mang màu sắc ý thức hệ, dù cánh tả hay hữu, sẽ không được thông qua trong hai năm tới. Phe Dân Chủ bây giờ đã có quyền ra chat đối với ông Trump và chính quyền của ông có thể bị điều tra chứ không còn được Hạ viện bảo vệ như trước. Nhưng khi vẫn còn giữ quyền kiểm soát Thượng viện, Đảng Cộng Hòa vẫn có khả năng chuẩn thuận hay bỏ phiếu chống các ứng viên thuộc nhánh tư pháp và các ứng cử viên khác do Tổng thống Trump đề cử. Một số người cho rằng Thượng viện do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo cũng có thể ngăn Quốc hội trong việc phế chuất ông Trump nếu như Hạ viện do phe Dân Chủ kiểm soát có ý định làm như vậy thống Mỹ Donald Trump đối mặt với những trở ngại lớn hơn trong nhiệm kỳ tổng thống của mình sau khi đảng Dân Chủ giành quyền kiểm soát Hạ viện Hoa Kỳ và cam kết sẽ buộc vị tổng thống thuộc Đảng Cộng Hòa phải chịu trách nhiệm giải trình sau 2 năm có nhiều xáo trộn trong tòa bạch ốc. Ông Trump và những người cùng Đảng Cộng Hòa đã mở rộng quyền kiểm soát Thượng viện Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 6 tháng 11. Sau một chiến dịch vận động bầu cử gây chia rẽ, được đánh dấu với các cuộc đụng độ dữ dội về vấn đề chủng tộc và nhập cư, nhưng họ đã mất thế đa số ở Hạ viện, một trở ngại cho ông Trump sau một chiến dịch vận động có ý nghĩa tương tự như cuộc bỏ phiếu đánh giá tín nhiệm về vai trò lãnh đạo của ông. Tuy còn một số nơi vẫn chưa ngã ngũ, Đảng dân chủ nắm chắc sẽ có thêm 30 ghế, cao hơn con số 23 ghế mà họ cần để đạt thế đa số ở Hạ viện có 435 dân biểu, lần đầu tiên họ đạt được điều này sau 8 năm. Việc chiếm đa số ở thượng viện không phải là một viễn cảnh khả quan đối với Đảng dân chủ trong cuộc bầu cử này và trên thực tế họ đã không nhận được một làn sóng ủng hộ từ cử tri để có thể kiểm soát cả hai viện của quốc hội. Mặc dù vậy, Đảng dân chủ giờ đây sẽ lãnh đạo các ủy ban ở hạ viện có thể điều tra tổng thống về việc ông khai thuế có thể có xung đột lợi ích trong kinh doanh và chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông có thể có mối liên hệ với Nga. Đảng dân chủ cũng có thể buộc ông Trump phải giảm các tham vọng về lập pháp của ông, có thể làm tiêu tan các lời hứa của ông về thu xếp ngân quỹ cho việc xây bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico thông qua một gói cắt giảm thuế lớn thứ hai hoặc thực hiện các chính sách cứng rắn về thương mại. Ngày hôm nay có tầm vóc lớn hơn là chuyện dân chủ hay cộng hòa, mà nó có ý nghĩa về việc khôi phục sự kiểm soát và cân bằng biến định đối với chính quyền của ông Trump, bà Nancy Pelosi, lãnh đạo khối đảng viên dân chủ ở Hạ viện, nói với những người ủng hộ tại bữa tiệc mừng chiến thắng. Với thẩm quyền lãnh đạo bị chia sẻ trong Quốc hội và một tổng thống có quan điểm bang chướng về quyền hành pháp, Washington có thể phải chịu sự phân cực chính trị và bế tắc lập pháp sâu sắc hơn nữa. Chứng khoán châu Âu tăng trở lại hôm 7 tháng 11 sau khi các cuộc bầu cử ở Mỹ không mang lại điều gì bất ngờ lớn. Với việc người của Đảng Dân Chủ chiếm quyền kiểm soát Hạ Viện, chúng ta giờ đây sẽ phải theo dõi xem bế tắc ở Quốc hội có ý nghĩa thế nào đối với các chính sách. Về tác động đến thị trường, lịch sử cho thấy một quốc hội bị phân chia thường giúp cổ phiếu tăng giá và chúng tôi hy vọng sẽ lại thấy hình thái này. Thorsten Slock, nhà kinh tế quốc tế hàng đầu của Deutsche Bank nói các nhà đầu tư thường ủng hộ tình trạng bế tắc của washington vì nó giữ nguyên trạng và làm giảm sự bất định mặc dù nhiều người trên thị trường trong giai đoạn này đã hy vọng nghị trình của đảng cộng hòa vẫn tiếp tục việc đảng cộng hòa mất quyền kiểm soát hạ viện sẽ thử thách khả năng thỏa hiệp của ông trump một điều mà ông tỏ ra ít quan tâm đến trong hai năm qua khi đảng cộng hòa kiểm soát cả hai viện của quốc hội Đảng Cộng Hòa vẫn có thể làm việc chung với Đảng Dân Chủ về các vấn đề được cả hai đảng ủng hộ như gói cải thiện cơ sở hạ tầng hoặc biện pháp bảo vệ chống tăng giá thuốc được kê theo toa. Toàn bộ số ghế tại Hạ Viện đều được bầu lại hôm mùng 6 tháng 11. Còn trong cuộc đua vào Thượng viện, Đảng Cộng Hòa đã có lợi thế vì chỉ có 35 ghế được bầu lại tại Thượng viện gồm 100 thành viên và nhiều người trong số họ ở các tiểu bang thường ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Đảng Cộng Hòa đã cải thiện được thế đa số mỏng manh của họ tại Thượng viện và đánh bật bốn thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ đương nhiệm là Bill Nelson ở Florida, Joe Donnelly ở Indiana, Heidi Heitkamp ở Bắc Dakota và Claire McCaskey ở Missouri. Trong 36 cuộc đua đến chức thống đốc, Đảng Dân Chủ đã giành được quyền kiểm soát ở các bang ủng hộ ông Trump vào năm 2016, nhưng đã thua trong các cuộc đua ở hai bang được chú ý nhiều là Florida và Ohio. Người ta dự báo rằng sau khi giành chiến thắng, các đảng viên dân chủ ở Hà Viện sẽ cố gắng làm cho chính sách của Mỹ trở nên cứng rắn hơn đối với Ả Rập Xê Út, Nga và Triều Tiên, đồng thời duy trì hiện trạng đối với các khu vực nóng như Trung Quốc và Iran. Họ có thể gây khó khăn cho ông Trump bằng cách tiến hành một cuộc điều tra mới của Quốc hội về những cáo buộc là Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 có liên quan đến ông. Đảng Dân Chủ đang chờ kết quả của một cuộc điều tra cấp liên bang hiện vẫn đang diễn ra do công tố viên đặc biệt Hoa Kỳ Robert Mueller đứng đầu về vai trò của Nga trong cuộc bầu cử đó. Moscow phủ nhận về sự can thiệp và ông Trump đã phủ nhận có bất kỳ sự thông đồng nào. Chỉ cần thế đa số ở Hạ viện là đủ để luận tội ông Trump nếu có bằng chứng về việc ban vận động tranh cử của ông có sự thông đồng hoặc có bằng chứng là Tổng thống cản trở cuộc điều tra liên bang. Nhưng Quốc hội không thể bãi nhiệm ông nếu không thực sự có được sự ủng hộ từ 2 phần 3 thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát. Đây là một kịch bản khó xảy ra. Hầu hết các ứng cử viên dân chủ trong các cuộc đua xích sao đều đã tránh chỉ trích gay gắt ông Trump trong giai đoạn cuối của chiến dịch vận động bầu cử giữa kỳ, thay vào đó họ tập trung vào các vấn đề thiết thực như duy trì bảo hiểm y tế cho những người bị các bệnh từ trước, bảo vệ tiền hưu trí từ quỹ an sinh xã hội và chương trình chăm sóc sức khỏe Medicare cho người già. Việc Đảng Cộng hòa thắng lợi ở thượng viện chắc chắn sẽ thúc đẩy các nỗ lực của đảng về việc chuẩn thuận bổ nhiệm các thẩm phán liên bang có tư tưởng bảo thủ trong phiên họp cuối của Quốc hội nhiệm kỳ cũ sẽ bắt đầu vào tuần tới, cũng như khi Quốc hội nhiệm kỳ mới triệu tập từ tháng 1 năm sau.